Thí xin chào ông bà, cô chú bác và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cô Thí Miền Tây. Thì hôm nay á, là Thí sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món đậu lòng sốt dầu hào. Cái món này á, nó vừa có chất xơ, nó thanh đạm, tốt cho tất cả cho các bạn vào những ngày mà Tết mà các bạn á, đã ngán thịt, á, ngán cá rồi thì các bạn tìm ra một loại rau mà để ăn tốt cho sức khỏe và thanh đạm. Thì đây là cái món ăn Thí muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Thì xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Thí luôn nha. Để làm món đậu rồng sốt dầu hào á, thì đầu tiên mình chuẩn bị á, là nửa ký đậu rồng. Và bây giờ mình vào công đoạn là sơ chế đậu rồng cho cả nhà. Thì cái đậu rồng á, thì mình sẽ dùng cái ngón tay. Do đậu rồng non thì mình những cái lần như thế này nè sẽ không có tước ra được. Nếu mà đậu rồng già thì cả nhà phải bẻ xong rồi cả nhà tước dài như thế này nè, để cho khi mình ăn á, thì cái xơ của cái chất già này nó sẽ không có bị sạm. Khi mình cắt đậu rồng xong rồi mình sẽ cho nước vào, mình để vào miếng muối, mình sẽ ngâm trong 10 phút nha. Khi 10 phút đã trôi qua thì bây giờ mình sẽ rửa đậu rồng nha cả nhà. Rửa, cả nhà nhớ là dùng cái ngón tay mình chà bốn khía cạnh như thế này nè. Tại vì á, khi á, có những cái bụi bặm bám trong những cái khe cạnh này nè mình sẽ không có thấy á, thì mình dùng ngón tay nè mình làm như thế này à. Đậu rồng mình sẽ sạch nha. Khi mình đã rửa đậu rồng xong thì mình để vô gỗ để cho ráo nước. Đó là mình sử dụng một khúc cà rốt để chút mình tan tí á, để cho cái dĩa rau á, của mình á, nhìn hấp dẫn. Mình đặt dao nghiêng vậy. Rồi, mình sẽ để qua một bên. Sau đó nữa mình bắt cái chảo nước lên, khi nước sôi rồi mình sẽ để vào một ít muối và một miếng dầu ăn. Để muối và dầu ăn vào để khi mình luộc thì sẽ giữ được cái độ xanh mướt của rau nha cả nhà. Kế tiếp nữa là mình sẽ để đậu rồng vào mình luộc luôn. Cái công đoạn này khi cả nhà để đậu rồng vào luộc, cả nhà nhớ dặn lửa nhiệt độ cao nha, để cho cái nước của mình á, nó mau sôi lên, nó sẽ làm cho cái đậu rồng của mình luộc á, nó cũng trở nên xanh. Nếu mình dặn lửa nhỏ thì cái nhiệt độ nước nóng của nó không có đủ để cho rau của mình á, chín nhanh, nó sẽ bị đen rau á cả nhà. Mình luộc như thế này á, khi mình thấy á, nước sôi bùng lên là mình vớt ra được nha cả nhà. Đừng để chín quá thì cái đậu rồng của mình nó sẽ bị mềm, nó không còn giòn nữa, nó mất ngon nha. Cả nhà ơi, khi mà thấy nước sôi lên rồi như thế này nè cả nhà, thì bây giờ mình sẽ vớt đậu rồng ra nha. Mình vớt qua cái rổ này mình để ráo nha. Cả nhà ơi, và bây giờ mình sẽ pha nước sốt nha. Nước sốt của mình á, gồm có 2 muỗng dầu hào, 3 muỗng nước tương. Kế tiếp nữa là một muỗng đường, sau đó nữa một muỗng bột năng và một ít tiêu. Tiếp tục nữa là 150ml nước. Khi tất cả hỗn hợp mình đã cho vào trong tô và bây giờ mình sẽ khuấy đều lên nha. Khi tan rồi mình sẽ để qua một bên. Kế tiếp nữa mình sẽ bắt cái chảo lên và mình cho vô một ít dầu. Sau khi mình thấy cái chảo dầu của mình nóng rồi nè cả nhà, là mình sẽ để tỏi vào nha. Mình sẽ phi cho đến khi mà tỏi vàng á, có mùi thơm lên á, thì mình hãy để nước sốt vào. Mình chịu khó là đảo đều tay để cho tỏi mình vàng đều nha. Cả nhà ơi, vậy là cái tỏi của mình đã vàng đều rồi nè. Và bây giờ là mình sẽ để nước sốt vào nha. Mình sẽ cho nước sốt vào bên trong luôn. Khi mình để nước sốt vào rồi thì mình cho những cái bông cà rốt hồi nãy á, mình tỉa cả nhà vào luôn để cho cà rốt chín. Khi nước sôi lên là cà rốt mình cũng chín nha. Và trong khi chờ đợi á, cái nước sốt của mình á, sắp cạn xuống sôi lên á, thì qua bên kia mình sẽ
cắt cái đậu rồng ra dĩa nha cả nhà, để khi mà nước sốt được ấy, cái mình chan lên cái đậu rồng của mình luôn. Cả nhà ơi, và bây giờ là công đoạn của mình là cắt đậu rồng nha. Mình sẽ sắp những cái đậu của nó đều nhau và mình cà tề ra một cú lá bỏ đi. Sau đó mình sẽ cắt từng khúc khúc. Cả nhà ơi, vậy là cái nốt sốt của mình nè. Cả nhà cảm thấy cái độ sọt của nó nè. Tại vì có cái bọc năng vô thì sẽ làm cho cái nước sốt của mình á, tạo nên cái độ sọt. Và khi mình dưới lên cái đậu rồng á, thì cái nước sốt này sẽ bám vào đậu rồng và gia vị nó bám vào trong đậu luôn. Và làm cho mình ăn á, mình sẽ cảm giác cái gia vị á, nó thấm vào. Nè. Nè cả nhà, cái nước sốt của mình nè, nó đã khô sọt lại rồi. Cả nhà ơi, vậy là cái nước sốt mình đã xong rồi nè. Và bây giờ là mình sẽ rưới lên đậu rồng nha. Cả nhà ơi, vậy là cái video á, đậu rồng sốt dầu hào đến đây là đã kết thúc rồi. Cả nhà mà cảm thấy cái video này hữu ích giúp cho cả nhà trong những bữa ăn gia đình á, thì cả nhà nhớ đăng ký like và comment để nhận được nhiều video sớm nhất nha. Và bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.